Chào mừng tất cả các anh chị em quay trở lại với kênh YouTube của Phạm Ngọc Anh nào. Hôm nay tôi có một cái đề bài rất hay dành cho những anh chị em sắp khởi sự một cái mô hình kinh doanh nào đó. Khi bạn sắp khởi sự một cái mô hình kinh doanh nào đó thì có một câu hỏi quan trọng bạn phải trả lời, và phải trả lời thật kỹ lưỡng, thật là chi tiết, rồi bạn mới nắm tay vào. Nếu bạn không trả lời được câu hỏi này thì đừng có bắt đầu vội. Bởi vì cái đáp án của câu hỏi này nó sẽ là cái căn cứ để bạn xây dựng mọi cái kế hoạch, mọi cái chiến lược, để bạn chuẩn bị tiền, để bạn xây team, để rất nhiều thứ. Đó là bạn xây dựng công ty này, bạn xây dựng cái mô hình kinh doanh này tương lai 3 năm, 5 năm, 10 năm, bạn sẽ giữ nó cho gia đình của mình, bạn sẽ giữ nó cho con cái của bạn, hay 3 năm, 5 năm, 10 năm tới bạn sẵn sàng chia sẻ nó cho những đối tác khác, bạn có sẵn sàng bán cổ phần hay không, và thậm chí nếu ai đó mua toàn bộ công ty của bạn, bạn có sẵn sàng bán lại cho họ hay không? Câu hỏi này rất quan trọng. Trong tiếng Anh nó có những cái bài giảng rất là rõ ràng về mô hình kinh doanh. Đó là build for sale hay là build for last. Tức là bạn xây để bán nó, bạn cổ phần, bạn IPO nó, hay bạn xây để trường tồn với gia đình của bạn. Rất quan trọng. Bởi vì mỗi một cái mô hình ấy, nó sẽ có những căn cứ khác nhau để lựa chọn. Nếu bạn xây dựng một công ty chỉ nội bộ cho gia đình của mình, chỉ đơn giản nó là kiếm tiền, thì bất kỳ cái gì ra tiền là bạn làm. Nó chả quan trọng lắm với tầm nhìn, chả quan trọng lắm với sứ mệnh, chả quan trọng với định hướng, có tiền là làm. Đôi khi chỉ là công ty thương mại, đôi khi chỉ là dịch vụ tổng hợp, tôi hay gọi vui là Zibuto. Nói chung tài chính của bạn, nói chung là cứ làm thế nào mà kiếm nhiều tiền nhất là được. Thậm chí công ty cha cần văn hóa, cha cần giá trị, cha cần cái gì ghê gớm cả. Đấy là xây dựng công ty để trường tồn. Nhưng công ty này thì là nó gọi là công ty, hay mình hay gọi vui là công ty trách nhiệm hữu hạn, một mình tạo. Thế là một mình bạn với bạn tới gia đình của bạn thôi. Và tài chính của công ty này thì chỉ mình mà lo, chỉ mình mà xoay sở thôi. Công ty này nó lộ cổ tí cũng chả sao. Tài chính nó hơi hoàn toàn là hoàn tí cũng chả sao. Hãy tưởng tượng bây giờ bạn có một cái căn hộ. Và căn hộ này chắc chắn là vài tháng, vài năm tới là chả có ai đến chơi, chả có ai ghé thăm, chỉ có người thân trong gia đình của bạn ấy. Thì căn hộ của bạn sẽ rất là bừa bộn, không ngăn nắp. Có đúng không? Thừa nhận đi. Và mỗi khi bạn tổng vệ sinh, bạn dọn dẹp là khi nào? Thường là những cái ngày hai mấy, ba mấy Tết đúng không? Thì ngày mai ngày kia có khách đến chơi. Có gì nữa? Đó. Thì bạn mới làm cái việc đấy làm gì nữa? Bạn không phải chả làm, cũng giống như một doanh nghiệp ấy. Nếu mà bạn biết chắc là sổ sách kế toán tài chính chỉ có mỗi mình bạn với bạn thôi, chả ai ngó ngàng, thì thôi kệ bà, nó lộ cà lộ cộ thế nào cũng được. Việc gì về chuyên nghiệp, việc gì về bài bản, việc gì về đúng tiêu chuẩn, gọi là TCKT. Cho đến khi ví dụ cơ quan thuế vào hỏi, bắt đầu bạn mới làm các cái dịch vụ, có đúng không ạ? Liên quan đến việc sửa soạn sổ sách. Thì đấy nó gọi là buy, nó gọi là build for last. Đó, tóm lại là xây công ty để giữ thôi. Giữ được bao lâu thì giữ, cố gắng giữ được càng dài càng tốt. Nhưng mà nếu mà bạn xây công ty để IPO nó sẽ khác. Để cổ phần hóa,
Sau này mời cái đối tác vào nó sẽ khác. Thì khi đó sổ sách của bạn phải rất minh bạch, chiến lược của bạn phải rất rõ ràng, kế hoạch quý năm của bạn phải rất cụ thể, để bạn còn trình cổ đông, để bạn còn trình nhà đầu tư. Bạn không thể lộ cộ được. Thế là xây dựng công ty để chia sẻ và xây dựng công ty gia đình nó sẽ rất khác nhau. Bạn phải rõ ràng ngay từ đầu. Lợi thế của công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao là mình bạn quyết tất. Bạn chả phải xin ý kiến nữa nào, chả phải họp bàn gì cả. Và nếu thua lỗ thì bạn sẽ gồng tất, và nếu chiến thắng thì bạn sẽ chén tất sướng. Cái này có cái hay, nhưng cái dở của mô hình này là cái nguồn lực cho công việc, cho cái việc, các cái việc triển khai kế hoạch kinh doanh của bạn nó rất là thấp. Trí tuệ của bạn cũng chỉ có mỗi mình bạn, nên là cần phải làm rõ là bạn xây công ty cho mình, cho gia đình, hay xây công ty để sau này IPO, để sau này cổ phần. Và tôi khuyên bạn theo cái mô hình thứ hai. Nó áp dụng là nếu bạn muốn đi xa thì bạn phải đi cùng đồng đội. Cái câu này rất là hay. Xây dựng công ty là một cuộc chiến trường kỳ. Muốn chiến thắng trong một cái thị trường khốc liệt này, bạn phải có đủ trí tuệ, bạn phải có đủ tầm nhìn, bạn phải có đủ nguồn vốn. Và rõ ràng nếu chỉ có một mình bạn thôi thì câu chuyện sẽ rất nhiều thách thức. Nhưng nếu bạn có anh em, nếu bạn có đồng đội thì tôi nghĩ là cái tính khả thi nó sẽ cao hơn. Thế đó là lý do mà tôi đề nghị là xây công ty để sau này mình chia sẻ. Cái điều này nó sẽ cho bạn cái quyền lực có vẻ nghĩ ít hơn, nhưng cái xác suất thành công nó sẽ cao hơn. Bởi vì bạn sẽ có rất nhiều người làm việc cùng với bạn, rất nhiều người đóng góp ý tưởng cùng với bạn. Và đặc biệt là bạn có thể tận dụng một cái nguồn lực rất quan trọng, đảm bảo sống còn cho một tổ chức. Từ những tổ chức mà tôi thấy hàng nghìn tỷ đô, đến những tổ chức như ở Việt Nam hàng đầu, chưa ai coi thường nguồn lực này. Đó là nguồn lực về tài chính. Để chiến thắng, bạn cần phải có nguồn lực về tài chính. Chiến lược đúng, con người đúng, nhưng bạn phải có đủ tiền. Tôi đã triển khai rất nhiều dự án, ý tưởng thì hay, con người thì giỏi, nhưng vẫn chết vì thiếu tiền. Vì là công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao, nên là lời khuyên cho các anh chị em, khi chúng ta dấn thân vào một công việc kinh doanh thì phải định hình rất là rõ ràng là mình đang xây một công ty cổ phần, mình cần hiệp lực để tồn tại và hiệp lực để phát triển, đừng đơn độc một mình. Một điều mà anh chị em đặc biệt lưu ý, khi chúng ta lựa chọn cái mô hình này, nó còn có một cái ưu nhược điểm khác. Vì bạn lựa chọn xây dựng công ty để giữ cho gọi là một mình ấy, cho gia đình mình ấy, thì thẳng thắn là cứ cái gì có tiền là bạn làm. Bạn chả quan tâm đến quy trình, bạn chả quan tâm đến hệ thống. Cái lợi ích là khi bạn có tiền luôn hàng tháng và thậm chí hàng năm. Nhưng nếu mà xây dựng công ty để IPO thì có một câu hỏi quan trọng là những nhà đầu tư tương lai sắp mua cổ phần ở công ty bạn, họ thích những công ty như thế nào, những công ty có đặc điểm như thế nào thì họ sẵn sàng mua, và đặc biệt là mua với giá rất cao. Thì câu trả lời là họ thích những công ty bài bản, họ thích những công ty minh bạch, họ thích những công ty có tầm nhìn dài hạn, họ thích những công ty có những sản phẩm mà có cái vòng quay của nó cứ đều đặn liên tục, đều đặn liên tục, đều đặn liên tục. Có thể nói họ thích những công ty giống như những cỗ máy in tiền.
Họ không phải vất vả lắm mà vẫn cứ đều đặn có tiền. Và thưa bạn, để xây một công ty như thế nó đòi hỏi thời gian, nó đòi hỏi nguồn lực, nó đòi hỏi cái tính bền bỉ. Và đặc biệt để xây dựng những công ty như thế thì bạn đừng bao giờ đặt ra những cái mục tiêu mà có những cái lợi nhuận gọi là ngắn hạn, hay gọi là có thứ để chén luôn. Tôi có một cái tổ chức là Việt Future ấy. Khi chúng tôi sáng lập cách đây 5 năm, 7 năm, đến bây giờ là năm thứ 8, thì tôi có nói chuyện với anh chị em là chúng ta không xây công ty này chỉ đơn giản kiếm tiền. Nó thực hiện một cái nhiệm vụ to tát, mà chúng ta xây dựng nó thật là quy trình, thật là bài bản và thật là minh bạch, để sau này nó có cơ hội x10, x20 cái số vốn chúng ta bỏ ra. Và để làm điều này thì anh chị em phải hy sinh những cái lợi nhuận ngắn hạn để chúng ta có thị trường đã, để chúng ta có khách hàng đã. Khi nào thị trường ổn định, khách hàng ổn định và dòng thu ổn định thì khi đấy chúng ta mới thấy là cái giá trị công ty như thế nào. Và cái kế hoạch này thì nó liên quan đến việc là gọi là build for sale, xây dựng công ty để IPO. Và cái lợi nhuận mà chúng tôi kỳ vọng có được đó không đến từ việc là bán sản phẩm và kiếm lời hàng tháng, hàng năm, mà là việc chia sẻ cái hệ thống. Đấy mới là cái thứ mà to tát chúng tôi muốn hướng đến. Và nó mới là cái thứ thực sự có giá trị. Thì cho dù bạn chọn gì thì tôi cũng tôn trọng cái sự lựa chọn của bạn. Nhưng mà tôi muốn phân tích cho bạn rất là cởi mở để bạn thấy là mỗi một cái mô hình nó đều có ưu nhược điểm. Còn cá nhân tôi thì tôi cho rằng mô hình công ty cổ phần là một mô hình rất là tiên tiến, văn minh, để tất cả mọi người cùng có thể góp sức, cùng có thể góp tiền để tạo ra những cỗ máy giá trị. Còn nếu chỉ là một cái mô hình nhỏ của cá nhân bạn thì sẽ đến một cái giai đoạn nào đó bạn sẽ thấy mệt, vì bạn thiếu cái sự chung tay, thiếu cái sự sáng tạo, và đặc biệt là bạn thiếu nguồn vốn. Và khi bạn mệt như thế thì cái câu chuyện doanh nghiệp của bạn phá sản và biến mất chỉ còn là vấn đề thời gian, thưa bạn. Vài lời tâm tình với các anh chị em, đặc biệt là những cái người mà đang đau đáu chăn trở khởi nghiệp và băn khoăn về việc mô hình kinh doanh sẽ như nào. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng ngại ngần chia sẻ nó cho những anh chị em sắp khởi sự và đang đau đầu với việc là xây doanh nghiệp theo cái hướng nào. Xin chào và hẹn gặp lại.